Thưa quý vị và các bạn, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Thủ đô Hà Nội được dự báo tiếp tục là ngày có thời tiết đẹp với trời ít mây, không mưa, chất lượng không khí trong lành. Sáng sớm trời se lạnh, nhiệt độ ngoài trời vào khoảng 22 cho đến 23 độ, độ ẩm khoảng 90%. Sau 8 giờ nắng lên, nhiệt độ bắt đầu tăng nhanh, đến 10 giờ nhiệt độ tăng lên 27 độ và lên 28 độ vào buổi trưa. Vào khoảng 13 giờ nhiệt độ lên mức cao nhất trong ngày hôm nay là 30 độ và duy trì trong cả buổi chiều. Từ 17 giờ nền nhiệt giảm dần, đến khi trời tối nhiệt độ ở mức là 25 độ, độ ẩm trong ngày giảm thấp nhất là từ 55 cho đến 60%. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố CDC Hà Nội, trong tuần từ ngày 20 tháng 9 cho đến ngày 27 tháng 9, toàn thành phố ghi nhận 279 ca mắc sốt xuất huyết với 18 ổ dịch. Do trong tuần qua mưa giảm cùng với công tác phòng chống được triển khai tương đối hiệu quả tại các địa phương nên số ca mắc đã giảm 6 trường hợp và giảm 5 ổ dịch so với tuần trước. Tuy nhiên hiện nay đang trong giai đoạn chuyển mùa và cũng là cao điểm của một số dịch bệnh. Do vậy, CDC Hà Nội tiếp tục phối hợp với các đơn vị thực hiện giám sát khu vực ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động. Đồng thời yêu cầu các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã tăng cường hoạt động giám sát sốt phát ban nghi sởi, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm 100% các trường hợp nghi mắc, tổ chức khoanh vùng, xử lý triệt để khu vực có bệnh nhân ổ dịch theo quy định. Còn sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực của Hà Nội trong ngày hôm nay. Khu vực phía Tây thành phố, từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ, Hà Đông, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ dao động từ 22 cho đến 30 độ. Hình thái thời tiết này cũng diễn ra ở khu vực phía Nam, từ Thanh Oai, Thường Tín cho đến Mỹ Đức, với mức nhiệt độ là 21 cho đến 30 độ. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, với mức nhiệt độ từ 21 cho đến 29 độ. Tại vùng núi Ba Vì, Sơn Tây cũng tương tự kiểu thời tiết này, với mức nhiệt độ từ 19 cho đến 29 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ dao động từ 22 cho đến 30 độ. Phần cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong những ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.